có một con đường đi không bao giờ hết, một con đường khổ tứ lao tâm, mà người đi như kiếp con tầm, qua những tháng năm nhà tơ rút ruột. Con đường ấy là con đường nghệ thuật, ai đã đi chắc hẳn không quên. Son sắt đi một ơi niềm bước đi trên con đi đường. Người làng chèo biết bao thế hệ đã công hiến đi hết sức mình, cùng dân xây năm ấy đi ngày nay, trải qua những với thăng trầm mình mà lòng vẫn đi mê con đường thì muốn đi hoa đua này.
Yeah.